Rồi cứ trình bày em. Dạ, nhóm Giác Huế xin kính chào quý ban giám khảo ạ. Nhắc đến bún bò Huế thì ai cũng biết đây là một thương hiệu ẩm thực mang tầm quốc tế. Mà khi du khách đến Huế thì làm thế nào khi họ ăn bún bò? Họ không thể nào đem bún bò về nhà được. Và làm thế nào bún bò Huế có thể đến tay được mọi người, mọi nhà trên toàn thế giới? Giải pháp nào cho các hệ thống nhà hàng có món bún bò Huế mà không phụ thuộc vào đầu bếp để giảm chi phí nhân sự và phụ thuộc vào nguyên vật liệu đặc thù? Giải pháp nào để đẩy mạnh thương hiệu bún bò Huế đã được bảo hộ bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế? Hiểu được điều đó, công ty Giác Huế ra đời với đội ngũ tổ chức cơ cấu công ty như sau. Và đây là các đối tác của Giác Huế, bao gồm các hội nông dân trong vùng nguyên liệu, các vụ sở ban ngành xúc tiến thương mại, hệ thống các nhà phân phối, công ty truyền thông marketing và các công nghiệp doanh nghiệp hợp tác phát triển. Về thị trường, mục tiêu chúng tôi định dạng khách hàng là người dân địa phương, các quán ăn, nhà hàng ẩm thực Huế, các nhà hàng khách sạn có buffet và bếp ăn công nghiệp. Định vị sản phẩm có giá rẻ, dễ mua và sản phẩm có dung tích lớn, phù hợp với các nhu cầu của nhà hàng khách sạn. Thời gian kinh doanh là quanh năm và giá trị là thúc đẩy phát triển hình ảnh thương hiệu, ổn định thị trường và các doanh thu. Sản phẩm của chúng tôi xây dựng dựa trên tiêu chí là đặc sản Huế, dễ sử dụng, tiện ích, mẫu mã đẹp và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi hiện đang kết nối với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế để xây dựng Giác Huế trở thành nguyên vật liệu của thương hiệu giá bún bò Huế và sử dụng thương hiệu bún bò Huế trên bao bì, tem nhãn của sản phẩm Giác Huế. Đó là một trong những điều kiện để xác nhận chuẩn vị Huế bằng pháp lý và văn bản. Chúng tôi hiện đang xây dựng vùng nguyên liệu xã cho quy mô lớn, kết nối với các hộ nông dân, cộng đồng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và Giác Huế đã đạt được tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế ISO 22000. Và chúng tôi đang xây dựng hệ thống bảo hộ thương hiệu. Hệ thống dây chuyền sản xuất của chúng tôi và quản lý bằng máy móc hiện đại theo xu hướng cách mạng công nghệ 4.0. Về chiến lược giá, chúng tôi sử dụng chiến lược phân tầng bậc sản phẩm, túi 70g có giá thành rẻ và quy cách nhỏ dùng để xâm nhập thị trường, lò 150g dùng để định hình thương hiệu và túi 1kg dùng phát triển thị trường Horeca và quay vòng vốn nhanh. Ngoài sản phẩm gia vị, chúng tôi đang phát triển thêm sản phẩm là bún bò Huế ăn liền chuẩn vị Huế để xâm nhập thị trường quốc tế và các cửa hàng tiện ích. Kênh phân phối hiện tại tại về thị trường Việt Nam, chúng tôi có 3 kênh chính, đó là kênh GT, kênh MT và kênh Horeca. Đây là hệ thống phân phối quản lý của chúng tôi tại thị trường Việt Nam. Vào thị trường Lào, Thái Lan, Campuchia, chúng tôi sẽ xâm nhập vào thị trường ngách bằng các nhà phân phối nhỏ giai đoạn 2018-2020. Về xúc tiến thương mại, hiện chúng tôi đang xâm nhập thị trường bằng giới thiệu quảng bá, chương trình Activation Sampling tại các hội chợ triển lãm để khách hàng có thể nhận diện sản phẩm và dùng thử trước khi mua. Về công tác truyền thông, chúng tôi sử dụng kênh truyền hình, kênh báo chí, Internet, website, YouTube, mạng xã hội Facebook và fanpage. Ngoài ra còn có thương mại điện tử để các hệ thống phân phối e-commerce. Và công tác xã hội của chúng tôi sử dụng chương trình 100 bạc bún bò Huế giá 5000 để lan tỏa thương hiệu đến bệnh nhân nghèo, khu dân cư lao động và tiếp sức mùa thi. Chiến lược tài chính của chúng tôi giai đoạn đầu xây dựng hệ thống là đầu tư 1,5 tỷ đồng theo các tỷ lệ như trên. Và tỷ lệ dòng tiền hiện nay, tính tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đạt 14% lợi nhuận với tỷ lệ sản lượng đang tiêu thụ là 8 tấn sản phẩm. Trong hơn 2 tháng qua xây dựng thị trường tại Đà Nẵng, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Huế và Quảng Trị, Hà Nội. Giai đoạn ổn định vốn hệ thống miền Nam, phương án công nợ của chúng tôi đơn hàng qua các kênh Horeca, GT và MT, doanh thu sẽ quay vòng trong tối đa 30 ngày để tăng tốc độ xoay vòng vốn. Đây là bảng kiểm soát hệ thống tài chính, phân phối, sản xuất và văn phòng của chúng tôi. Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi là sử dụng thương hiệu bún bò Huế trên bao bì mà không vi phạm bản quyền thương hiệu. Lợi thế thứ hai là sử dụng các nguồn nguyên liệu địa phương xã Huế, ruột Huế là nguyên liệu tạo nên hương vị đặc trưng của bún bò Huế và sản phẩm hoàn chỉnh sắc, hương và vị của bún bò Huế mà không cần thêm bất cứ thứ gì khi chế biến. Đó là một sản phẩm tiện ích, sản phẩm chủ động và sản phẩm sạch. Trong tương lai, chúng tôi định hướng phát triển sản phẩm là đa dạng hóa sản phẩm nhiều kích cỡ, nhiều chủng loại và nhiều mẫu mã. Hiện nay chúng tôi đang có một sản phẩm bổ trợ làm từ xạ Huế và mắm ruột Huế, đó là sản phẩm ruột xạ Huế. Và phát triển nhiều dòng thực phẩm khác theo hướng công nghiệp hóa, bánh bột lọc, bánh canh hay bánh khoái.
Về tầm nhìn của chúng tôi, sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn hàng đầu. Thứ hai, hệ thống kinh doanh phân phối toàn cầu. Và quan trọng nhất, chúng tôi sẽ đưa ẩm thực Việt Nam vươn tầm quốc tế. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Mỹ cho tôi hỏi trước. Cái mà em đang làm chúng tôi gọi là công nghiệp hóa một cái sản phẩm đặc sản. Và cái định vị của em là chuẩn bị Huế. Em làm ơn giải thích cái nào gọi là chuẩn bị Huế. Tại vì em đang làm theo cái hướng là xây dựng thương hiệu dẫn đầu như một biểu tượng về bún bò Huế. Thì em giải thích cái khái niệm chuẩn bị Huế giúp. Cái thực trạng hiện tại của cái sản phẩm bún bò Huế hiện tại ở Việt Nam mình nó rất nhiều. Thế mà cái nhu cầu để quảng bá thương hiệu ra thì nó tệ cũng rất là lớn để mà phát triển thương hiệu bún bò Huế. Nhưng cái khi mà cái cấp nhìn của anh, khi mà ủy ban nhân tỉnh bảo hộ cái thương hiệu bún bò Huế thì những cái sản phẩm cạnh tranh của trên thị trường là những sản phẩm có chữ bún bò Huế, những sản phẩm thì đó đã là vi phạm quyền thương hiệu. Nhưng khi bọn anh kết hợp với ủy ban tỉnh xây dựng kết nối tạo một cái tiêu chí bún bò Huế để làm một trong những cái xác nhận chuẩn vị Huế vì anh có chữ bún bò Huế. Và cái thứ hai về cái khi bọn anh quá trình xây dựng hình ảnh, quá trình xây dựng thương hiệu ấy, thì bọn anh sẽ tạo ra các chương trình sampling activation để cho khách hàng dùng thử cảm nhận cái thương hiệu của chất lượng cái thương hiệu của em. Và cái thứ ba là cái niềm tin của em khi xây dựng là cái hướng nguyên vật liệu đặc thù của Huế là ruột Huế và xả Huế. Thì hai cái đó là cái tiến quyền để tạo ra cái hương vị của Huế. Và cái thứ ba thì cái quá trình mà xây dựng hình ảnh thương hiệu và marketing của em, sau này sẽ sau này có các chương trình là kết nối các chuyên gia về ẩm thực như là để mà các chuyên gia về ẩm thực của Việt Nam có uy tín như là chị Tình Hải hay là một các khảo sát chef mà có người là người Huế để mà xây dựng cái hình ảnh tương thấm cho bọn em, một cái đại sứ thương hiệu cho cái thương hiệu bò Huế. Thì cái lúc đấy bọn em sẽ phần nào xác định được cái chủ đề của bọn em từ cái tính thương hiệu, từ tính pháp lý. Tôi thì làm kinh doanh từ thị trường, tôi quan tâm là người tiêu dùng người ta nghĩ gì. Dạ. Chứ ủy ban chứng nhận tôi cũng không quan tâm lắm. Dạ. Đó là cái điểm mà bạn phải lưu ý. Dạ. Bạn có thể dùng hình ảnh người nổi tiếng gì đó, ok, cái đó ok hơn ha. Nhưng mà các bạn phải làm rõ khái niệm chuẩn bị Huế này như là truyền thông chứ mình không có thể áp dụng về được đâu. Dạ. Vấn đề thứ hai là như thế này nè, bây giờ một cái câu hỏi mang tính phản biện. Thật ra cái ngành gia vị này làm theo kiểu các bạn là người ta làm từ lâu rồi, mười mấy năm rồi, và rất nhiều người đã từng thất bại. Là bởi vì sao? Bạn có hai kênh chính, chủ yếu bạn bán cho những người chuyên nghiệp ở kênh Horeca, là những người sếp tại các nhà hàng. Yeah. Và thứ hai là người tiêu dùng. Yeah. Thì đứng ở góc độ nhà hàng thì người ta không thể, rất là khó người ta chấp nhận sản phẩm của bạn, bởi vì họ muốn cái tính đặc trưng của họ, họ tạo ra sẵn cái bún riêng để họ tiếp thị khách hàng. Chứ tại sao họ lại phải dùng đồ công nghiệp? Ngược lại, cái người tiêu dùng ở nhà đó, một tuần người ta làm bún bò Huế mấy lần. Rồi lắm tuần lần thôi. Thế thì làm thế nào bạn tiêu thụ được cái số lượng lớn? Cho anh cái câu hỏi thầy thì cái kênh Horeca sẽ có cái đặc thù ấy, thì những ví dụ hơi ở đâu em tiếp cận những cái quán ăn nhà hàng nhỏ, nó rất nhiều trên cả thị trường miền Nam của mình, quá nhiều ở Sài Gòn. Thì vì sao mà em từ tin có thể xâm nhập được? Thứ nhất, cái khó khăn của họ khi mà một ông chủ nhà hàng thuê một đầu bếp, cái đầu nhất là cái phụ thuộc vào đầu bếp. Khi mà họ hắc hơi sườn muối hay có vấn đề tăng lương gì đấy thì thay vào một cái người đầu bếp khác sẽ không ổn định về cái chất lượng sản phẩm, không ổn định về chất lượng thì nó sẽ mất niềm tin của khách hàng. Cái thứ hai là cái đặc thù nguyên liệu, họ vận chuyển một số lượng sản, số lượng Huế, một số lượng đục vào Huế để chế biến, quá tốn nguyên quá tốn công, quá công sức. Cái của em là nó tận dụng được, giảm chi phí nhân sự cho đầu bếp, không phụ thuộc vào đầu bếp và giảm được cái chi phí nguyên vật liệu đặc thù. Em chờ chị hỏi là hiện nay khách sạn hay là nhà hàng nào đã xài cái sản phẩm này của mình? Hiện tại là ở Huế thì bọn em ở Đà Nẵng, em nói trước ở Đà Nẵng thì bọn em đã vào, em có một nhà phân phối đó, nó vào khá nhiều cả cửa, cả những quầy bún, quán bún nhà hàng nhỏ, một loạt kiểu như cùng ăn nhỏ về có các quán bún đồ, em vào được khoảng 5-6 cái ở Đà Nẵng, một số cái ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bình Định, rồi ở đặc biệt là ở Hồ Sáng, một loạt các quầy ăn nhanh ở Quảng Trị, tuyến quốc lộ và một số nhà hàng nhỏ thôi. Thì em chưa vào được nhà hàng lớn. À, ok. Vì em mới ra thị trường từ tháng, sản phẩm em ra thị trường là giữa tháng 7, mà sản phẩm em ra mắt là giữa tháng 7, nó ra thị trường, em xây dựng hệ thống là đầu tháng 8 đến bây giờ là 2 tháng rưỡi.
Ok, vậy thì chị hiểu là cái kênh Horeca của em là các quán ăn nhỏ mà có bán bún bò Huế đúng không ạ? Vậy thì cho chị hỏi cái kênh tiếp theo mà hiện nay tụi em đã bán hàng là kênh gì? Là kênh GT, là kênh đấy là cái chiến lược về xây dựng cái luôn tài chính của em, là em phát triển kênh Horeca là kênh ổn định, vì nó chỉ công đầu của em bán ngày thì quay vòng rất nhanh trong một tháng, thì em lấy cái lương vốn vốn đấy em nuôi kênh duy trì, và kênh duy trì nhỏ cần thời gian để chứng minh đẹp thế nào chuẩn bị Huế, cần thời gian để mà em làm xong activation tới trực tiếp được các khách hàng để họ cảm nhận được sản phẩm của em. Thì em đang xây dựng được cái hệ thống đã thành công ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quận Tung, Gia Lai và Bình Định, và một số nhà hàng sản là sản phẩm đưa ra thị trường được hai tháng. Em đã bán được bao nhiêu sản phẩm hiện tại sản lượng đang tiêu thụ trong vòng 2 tháng vừa rồi 8 tấn, gần 8 tấn. Và khách hàng sử dụng xong thì người ta nói như thế nào? Cái này nếu mà chị muốn biết thông tin sạc thì có thể vào fanpage của em xem cái feedback của họ, họ phản rất là tốt. Cho chị hỏi là như vậy cái gói này á, chị không biết gì về bún bò hết. Chị về chị bỏ vô cái nồi nước là nó thành nồi bún bò đúng không? Đúng không em? Tức là cái này bỏ vô nước là thành bún bò, hay chị còn phải làm gì khác nữa hả? Cái này chị ví dụ chị thích ăn giò heo hay là thịt bò, chị mua về chị luộc lên, sau khi nó gần chín thì chị cho gia vị vào để nó ngậm vào thịt. Sau là mua bún và rau là múc rán nữa. Ok, không cần thêm trong nồi được dùng, không cần thêm cái gì ạ. Ok, chị nghĩ là nó có một cái hướng sản phẩm mà tụi em đã suy nghĩ, đó là cái hướng mà về mô hình. Bởi vì nếu đây theo chị hiểu thì đây là một cái cách để mà mình có thể biến những cái sản phẩm nguyên vật liệu bản địa thành dạng lỏng hoặc là dạng bột, để có thể đưa vào những cái mô hình nhỏ và xuất, là mình xuất mô hình và xuất thương hiệu, chứ mình không chỉ bán nguyên vật liệu không. Thì chị nghĩ là tụi em nên suy nghĩ cái hướng đó, vì đó sẽ là một cái hướng mà mang lại cái giá trị cao nhất cho cái sản phẩm của mình. Dạ, thì trong cái câu hỏi chị để em chia sẻ thì em cũng có suy nghĩ cái sản phẩm mà muốn tồn tại lâu dài thì phải là cái thương hiệu. Bởi thế trong cái thời gian em vừa xây dựng thị trường, em cũng có tiền bảo hộ các nhãn hiệu của em, như bảo hộ về nhãn hiệu công nghiệp, bảo hộ về nhãn hiệu, bảo vệ và quyền sáng chế của sản phẩm, để em chuẩn bị trong cái tương lai nữa. Video của âm thanh là sao mở được em? Chị nhắc chữ mô hình nha, tại vì cái đó rất là quan trọng, là ở nước ngoài á, những cái sản phẩm bản địa như thế này người ta bán mô hình đi, giá trị rất là cao. Mô hình có nghĩa là em có thể tạo thành một cái mô hình bán lẻ hoặc là dịch vụ tại chỗ. Cái này em sẽ nghiên cứu thêm. Tôi với anh Tuấn ở đây thì cũng vừa thảo luận và hai anh em đều hơi băn khoăn. Tôi vẫn tiếp tục cái câu hỏi của anh Tuấn là các bạn nói dùng từ chuẩn Huế. Tôi có nhiều năm ở nước ngoài thì cũng có rất là nhiều những cái gói gia vị. Thực ra cái này nó không mới, có viên, có dạng bột, có rồi dạng rồi. Thế nhưng mà như chúng tôi nói là người Sài Gòn ăn bún Huế khác, người Huế ăn bún Huế khác, người Kon Tum, Gia Lai họ ăn bún Huế khác. Thì cái khái niệm chuẩn Huế này chúng tôi vẫn hơi băn khoăn. Bởi vì là nhưng mà bạn lại nói là để xác định thương hiệu. Nhưng mà nếu mà nói về thương hiệu, khi mà tôi ở nước ngoài thì tôi thấy là thương hiệu của Vietspong rồi tất cả những thương hiệu rất là lớn họ đều đã làm những gia vị như này rồi. Thì bạn nghĩ là hiện nay là bạn tìm cái thị trường ngách, tôi đánh giá cao cái câu đó của các bạn. Nhưng mà các bạn có nghĩ rằng là để cũng có rất là nhiều, còn là bây giờ tôi nói ngắn gọn câu hỏi của bạn là bạn có thể xác định cái đối thủ lớn nhất của bạn bây giờ là ai? Hiện tại thị trường Việt Nam, thị trường Việt Nam nó có như ông Java hay là một số và 8 gì đấy ở Sài Gòn tạm thời như vậy. Thì cái đầu tiên của em về sạc em có hai phương người xây dựng là cái chuẩn Huế. Thứ nhất là cái pháp lý là cái đầu tiên để mình có thể sử dụng trực tiếp cái thương hiệu bún bò Huế, khi mà cái tính pháp lý của họ khó có thể sử dụng chữ bún bò Huế là họ đã thu một phần nào bún em rồi. Thì sự cạnh tranh cái thứ người ta cái quan tâm về bún bò Huế, có những chữ bún bò không thì đã là một cái sự cạnh tranh khác. Thì cái thứ hai là cái khi mà trong bún bò Huế là cái hương liệu tạo trực tiếp là cái ruột Huế, xả Huế là cái nguyên vật liệu em đã có. Và cái thứ ba về xây dựng về cái chữ chuẩn vị Huế này thì bún em phải cần làm cái sampling hay activation trực tiếp đến khách hàng. Còn như anh nói về ở Sài Gòn khác, ở Huế khác, ở Hà Nội khác thì những cái nó tất cả tất nhiên có khác về một tí nào đấy, những cái đầu tiên là cái nguyên vật liệu, cái hương vị nó là hương vị mùi ruột, mùi xả đặc trưng của bún bò Huế.
Thì khi mà em tạo được, tất nhiên là có một tí bên Hà Nội nhạt hơn, Huế cay hơn, ở Sài Gòn tí hơn, ngọt hơn, thì nhưng em xây dựng thêm cái hương vị chung của ba miền, giảm gì cay, giảm tí nông của mùi ruột, thì để bọn em sẽ xâm nhập được thị trường ở toàn quốc. Dạ, em xin bổ sung câu trả lời là thực ra là cái sản phẩm này nó mới là cái cách làm, là cái dạng paste nó khác thôi con. Thực ra các đối thủ khác như là Nô Sa hay là ông Cha Va 38, người ta là dạng bột và dạng viên thì người ta đã ra rất lâu đời rồi, và cái đó là một cái lợi thế cho bọn em, vì là có thị trường, có khách hàng, và người ta đã quậy một thời gian cho mình rất là cái thị trường đó để cho tạo một cái nhu cầu của khách hàng rồi. Và bây giờ sản phẩm của bọn em ra sau có lợi thế là đặc tính vùng miền, và bọn em cả chất lượng, sau khi mà một khách hàng họ sử dụng rất nhiều sản phẩm, và cả chất lượng là cái quyết định cuối cùng để họ thể hiện cái tính trung thành về họ đối với cái sản phẩm đó. Cho nên là bên em sẽ đi thị trường ngách, nhưng hy vọng là trong tương lai thì về cái chất lượng của mình sẽ là cái níu giữ khách hàng. Chứ bọn em thực ra là bọn em rất cảm ơn những cái đối thủ cạnh tranh khác. Thực ra giá của họ rất là rẻ, bằng một nửa hoặc là 2/3 sản phẩm của bên em thôi, nhưng đó là một lợi thế để cho bọn em phát triển. Em cảm ơn ạ. Em vừa dùng cái từ không chính xác. Đối với sản phẩm em, nếu em đi ngách em không sống đủ đâu. Em coi chừng hồi nãy giờ em compromise, em thỏa hiệp rất là nhiều ha. Từ cái chuyện chuẩn Huế rồi em nói em làm ba miền, rồi bây giờ em đang bán đại trà, em chuyển qua thị trường ngách. Em cần lối lại cái chiến lược marketing nhiều ha. À, các bạn, cái dạng paste này á, thì rõ ràng là nó khó để bảo quản, nó khó để vận chuyển hơn là cái dạng khô hoặc dạng viên, đúng không? Vậy các bạn có thể giải thích tại sao các bạn không làm dạng khô hoặc dạng viên? Dạ, thứ nhất là cái công nghệ làm dạng bột hoặc dạng viên á, thì nó liên quan đến tài chính, là bên em chưa có nhiều tiền để đầu tư vào cái công nghệ máy móc như vậy. Thứ hai là khi làm dạng paste như thế này thì em sẽ giữ được cái hương vị tư xạ tươi và mắm ruột Huế nó dễ dàng hơn ạ. Bạn nói đúng rồi, khi mà bạn chuyển từ paste mà qua khô á, thì cái hương vị nó khác xa lắm. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái ưu thế về mặt chất lượng sản phẩm của bạn. Nếu mà mình định nghĩa là cái hương vị của nó là chất lượng so với các đối thủ cạnh tranh trước đây mà làm bằng khô hay bột. Và tôi cũng nghĩ là bởi vì các cái miền bây giờ người ta ăn bún bò Huế nó rất là khác nhau, đúng không? Thậm chí tôi đến Huế thì người Huế hỏi tôi là muốn ăn bún bò Huế Huế hay muốn ăn bún bò Huế kiểu người Sài Gòn, thì chỉ cho hai quán khác nhau. Thành ra tôi nghĩ cái câu trả lời là chuẩn Huế như thế nào là các bạn không phải là chuẩn theo kiểu chỉnh theo ba miền, mà các bạn phải làm một cái nào đó nó thật là Huế. Thì tôi nghĩ là có thể là một cái cách định vị trong marketing tốt hơn là mình chỉnh tùm lum hết theo các miền. Dạ, bên em không chỉnh, mà ví dụ như có thể sau này sẽ có những cái sản phẩm cộng thêm, ví dụ như bún bò Huế. Sả là một sản phẩm nông nghiệp. Các bạn như vậy sau này khi các bạn tăng quy mô lên thì làm sao các bạn kiểm soát được cái chất lượng của cái sả đó để bảo đảm rằng là cái hương vị của lần này nó giống với hương vị của lần khác. Hiện tại chúng em đang xây dựng một cái vùng nguyên liệu sả ở Huế, chúng em đang có khoảng 20 hecta, thì hiện tại em đã triển khai được là hơn 2 hecta, kết hợp với các hộ nông dân vừa tạo công ăn việc làm, vừa tạo cái nguồn nguyên vật liệu ổn định, thứ nhất ổn định về giá cả, ổn định về chất lượng. Để chúng em thì chúng em đang nhờ một số chuyên gia tư vấn để mà đưa vào cái quy trình quản lý việc gắt để mà nó ổn định vừa. Rất là coi trọng cái bảo hộ thương hiệu theo cái quy định pháp luật mà chủ sở hữu là Ủy ban Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên khi mà bảo hộ thì lại lấy một cái tên chung là bún bò Huế. Và theo như tôi biết thì những cái tôi không có bình luận gì về cái cách mà Ủy ban Nhân dân Huế làm, nhưng mà nếu mà đứng về phía người tiêu dùng, người ta cảm nhận đó, thì cái chữ bún bò Huế trong mặt kép với bún bò Huế thường khi mà nói lên nó cũng giống nhau. Nếu mà mình nói là bún bò Huế Ủy ban Nhân dân gì đó thì nó mới riêng, còn chữ bún bò Huế thì nó rất chung. Giống như tôi nhiều lần tôi muốn đi kiện, người ta cứ nói là người ta làm hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao,
Nhưng mà Bộ Khoa học Công nghệ nói không có kiện được, tại vì hàng Việt Nam chất lượng cao là một danh từ chung. Chỉ khi nào người ta sử dụng cái logo của tôi thì tôi mới có thể kiện. Thành ra tôi ngờ là cái bảo hộ thương hiệu của Ủy ban Huế đó, nó không có cộng cái giá trị gì thêm nhiều cho các bạn, ngoài một cái suy nghĩ là nó có cái ý nghĩa về mặt hành chính. Còn cái ý nghĩa về mặt người tiêu dùng, người ta cảm nhận thì bún bò Huế Ủy ban hay bún bò Huế bình thường nó cũng vậy thôi. Do đó nó đặt ra cái vấn đề thứ nhì là nếu như các bạn xây dựng được một cái Yes Huế nó đậm rồi, giống như là khi tôi đi ra Huế tôi phải đi ăn bún của O10 hay là O gì đó, mà tôi nhất định tôi phải đi tới cái chỗ đó tôi ăn, thì có khi cái thương hiệu O10 đó đi vô trong Nam nó không cần phải Nam hóa. Thành ra ở chỗ này tôi ngờ là các bạn ở chỗ này nó có lẫn lộn gì không về cái thương hiệu và nhãn hiệu, mà cái bảo hộ này tôi cũng không biết nó thuộc vô cái khoản nào, vì chúng ta có nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý vân vân, thì cái này nó không biết nó theo quy định pháp luật. Cái bún bò Huế là chỉ dẫn địa lý của ạ. Dạ. Nói chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu này thuộc chỉ dẫn địa lý. Không có được đâu. Em ơi, chỉ dẫn địa lý đâu có, mình muốn cái mình nói con cái này được. Là của ủy ban bảo hộ theo chỉ dẫn địa lý, con cái nhãn thế là con không có bảo hộ, con nhãn hiệu bún bò Huế là của tỉnh bảo hộ. Dạ. Theo chỉ dẫn địa lý con nhãn thế là của ông con, thì cái đường một con cái bún bò Huế là cái bước đêm để cùng con. Dạ. Rõ ràng với cả pháp lý trong cái thời gian để cho một con cái phát thương hiệu chỉ cùng con là giá thuế. Tôi không phải là bộ, nhưng mà tôi nói với các em. Dạ, là vừa rồi ơn. Á là tôi chạy ra Hà Nội, tôi làm việc với Cục Sở hữu Trí tuệ và tôi đưa tài liệu, tôi làm đủ thứ hết để các anh có thể đẩy nhanh cái việc công nhận chỉ dẫn địa lý cho dừa của Bến Tre. Nhưng đó là luật của quốc gia về mặt chỉ dẫn địa lý, và người ta sẽ công bố ở trong nước cũng như là ở trên quốc tế luôn. Thì tôi không biết cái này nó thuộc vô cái khoản nào, vì chỉ dẫn địa lý là Cục Sở hữu Trí tuệ của Bộ Khoa học Công nghệ có cái chức trách là công bố. Thì tôi thôi mình đừng tranh luận ở đây, tôi chỉ nói với các bạn là mình đừng quá tin vô cái sự thuận lợi của cái bảo hộ thương hiệu này. Tôi đứng về góc nhìn của người tiêu dùng nha, chứ cũng đừng có nói là cái bà này tự nhiên bà lại đi phủi cái giá trị pháp lý của Ủy ban thành phố Huế là không phải. Tôi muốn các em nhìn từ góc độ người tiêu dùng. Dạ, cảm ơn sự góp ý cô. Cho anh hỏi một cái câu cuối cùng. Em sử dụng cái này cách nào để có thể bảo quản được một năm, trong này còn cái gì trong này để có thể bảo quản? Dạ, thực ra là cái lượng muối và đường á, khi mà mình cố đặt lại là nó cũng cái muối này nó cũng tăng cái tính bảo quản. Và khi bên em có đi kiểm nghiệm và công bố sản phẩm của sở y tế thì xử lý một số cái quy trình sản xuất như xả và ruột thì bọn em đã xử lý riêng, và có sử dụng một ít rất tỷ lệ rất ít chất bảo quản ở trong đó. Xin cảm ơn ạ. Dạ, xin cảm ơn ban giám khảo, xin chúc mừng các bạn.